Sáng qua đây đi anh. Rồi. Và chiếc xe mà anh em mong chờ nhất của team Trung Nguyên Legend đã xuất hiện. Đây là chiếc Bugatti Veyron duy nhất tại Việt Nam. Chiếc xe sẽ là tâm điểm của gian hàng Trung Nguyên. Đã từ rất lâu rồi em nó mới lại xuất hiện trước công chúng anh em nhé. Wow, chắc chắn nó sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đây các bạn này. Bugatti Veyron. Đó. Mới được độ mâm này anh em này. Và bây giờ em nó sẽ được hạ xuống và đưa lên trên. Bugatti Veyron. Siêu phẩm Bugatti Veyron đã từ rất lâu rồi, em nó mới lại xuất hiện trước công chúng. Các bạn nhìn này, không khí này, rất đông mọi người đã xuất hiện tại đây. Đây các bạn nhìn cận cảnh phần đầu của chiếc Bugatti này. Cảnh phần đầu của em nó và bộ mâm mới độ. Đẹp chưa anh em? Đây chúng ta có thể nghe một chút tiếng ống xả của chiếc Bugatti này. Với động cơ W16 này. Bây giờ em nó sẽ được đưa xuống. Đây, các bạn có thể quan sát cái phần đuôi này. Siêu phẩm lâu lắm mới lại xuất hiện trước công chúng anh em ạ. Và thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người anh em nhé. Xuất hiện được không nhớ là bao lâu rồi chiếc Bugatti Veyron này mới được đưa ra ngoài và trưng bày cũng như xuất hiện ở bên ngoài. Các bạn nhìn này, không gian xung quanh này, ai đi qua cũng sẽ phải quan sát em nó. Mới độ mâm lên cái đèn này mới à. Quan sát phần đuôi này. Phần đuôi của chiếc Veyron này. Nó đẹp luôn anh em ạ. Thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ơi, gần hơn phần đuôi của em nó này anh em này. Nói chung là mọi người đang rất vất vả để có thể đưa được chiếc Bugatti Veyron này xuống. Bồ đang làm bồ. Là khối động cơ W16. Khối động cơ huyền thoại của Bugatti. Bây giờ thì khối động cơ W16 này đã không còn được sử dụng nữa rồi. Các bạn nhìn này. Quả đèn này. Đèn vẫn là rất đỉnh luôn anh em ạ. Wow. Cũng là những cái phút giây là anh em nín thở để đưa em nó xuống. Các bạn nhìn cái sự hấp dẫn của Bugatti Veyron nó khủng khiếp như thế nào. Khi mà lượng người quan tâm đến em nó là quá lớn. Các bạn nhìn thấy đâu không? Vẫn chưa thể đưa được em nó xuống. Quay rộng ra cho các bạn xem nhá. Quay rộng ra hơn cho anh em xem này. Có vẻ như vừa được nâng gầm lên thì phải anh em ạ. Biển vẫn là 51A28988 từ khi em nó được đưa về từ năm đầu đó 2012. 2012 anh em ạ. Bạn nhìn. Đó, đẹp chưa? Đây, xe đang bắt đầu lùi xuống rồi anh em này. Bắt đầu được lùi xuống này. Hết sức cẩn thận luôn anh em ạ.
hết sức cẩn thận, và những cái công đoạn nó phải được thể hiện sự chính xác đây anh em ạ, phải nói là rất chính xác, rất nhẹ nhàng đưa xuống đây, lên phần đầu này. Đó, phần đầu của chiếc Veyron, ôi nhẹ nhàng luôn anh em ạ. Đây em nó đã xuống đường rồi anh em nhá. Em nó đã xuống đường. Veyron đẹp cỡ này thì không biết là mai gặp chiếc Chiron của nó kinh khủng như nào nữa. Bạn để quan sát Veyron nó đó, nó có hai cái khe hút gió ở phía trên các bạn nhỉ. Quá đẹp luôn đấy. Xe bây giờ sẽ được di chuyển trên kia. Lên đẹp anh em ạ. Quan sát Veyron lăn bánh ở trên đường nhá. Xe qua đây đi anh. Rồi. Đuôi này anh em này. Cái khối động cơ. Cái khối động cơ các bạn nhỉ. Nội thất bên trong anh em có thể ngó qua đây. Có thể ngó qua một chút. Thở luôn anh em. Em nó sẽ được đưa lên trên ngay bây giờ anh em nhé. Đây là bộ mâm này, bộ mâm mới này anh em này. Đấy, mâm độ này, lần đầu tiên phải nói là sát xít với Bugatti Veyron như thế này. Chiếc xe siêu hiếm và cũng cực kỳ đắt đỏ. Đấy, bắt đầu lên cái cầu. Bắt đầu lên cái cầu rồi anh em này. Đấy, ui rồi. Nó phải nói là tâm điểm luôn anh em ạ. Đấy. Đó, ra vào. Đây, anh em có thể nhìn cái góc thấp này. Ăn trước đi. Có lẽ là đã lên thành công. Mưa khá là mưa anh em nhé. Trời đang mưa đường trơn nên là khá là nguy hiểm đấy. Quá đẹp. Mười mấy năm rồi anh em. Mười mấy năm tuổi rồi. Một biển duy nhất kể từ thời điểm được đưa về đến bây giờ vẫn là 51A28988, và Bugatti ở Việt Nam thì đây cũng chỉ là chiếc duy nhất, chưa có chiếc thứ hai. Đây các bạn nhìn này, cũng là Bugatti nó có sức hút của nó là quá lớn luôn anh em. Các bạn có thể quan sát này, một sức hút quá lớn. Em trai cho anh hỏi là em từ đâu đến nhỉ? Em từ Hải Dương vào Sài Gòn đấy ạ. Em vào từ bao giờ em? Em vào chiều nay lúc 13 giờ. Em biết lịch được Bugatti đến đây hay là em tình cờ đi qua?
Em đương nhiên là viết lịch rồi. À, mình lại gặp bạn này quen quen. Dạ vâng, em chào anh. Đến từ đâu anh nhỉ? Em đến từ Hà Nội ạ. Em cùng gốc quê anh luôn, Ninh Bình. À, quê anh Ninh Bình. Đến từ Hà Nội, em vào đây từ lúc nào? Em mới vào đây sáng nay, 7 giờ anh ạ. Chi phí ai cấp cho em để đi? Em thì được phụ huynh tài trợ anh ạ. Vâng. Phụ huynh tài trợ các bạn nhé. Phải nói là anh em đam mê từ Hà Nội vào, mình thấy là khá là đông. Từ hôm qua giờ mình gặp phải đến hơn chục người từ Hà Nội đi vào rồi. Và đây các bạn nhìn này, cái sức hút của Bugatti nó khủng khiếp. Mặc dù bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng mà lượng người đang theo dõi chiếc Bugatti này nó vẫn rất lớn, nói chung là rất đầy. Ngoài đây này, đây em nó sẽ được đưa vào vị trí trung tâm các bạn nhé. Đây, mình đang chen lên để ngắm một chút đấy. Khi Bugatti đỗ cạnh Ford GT nó sẽ như thế nào. Các bạn nghe tiếng lốp nó rít chưa? Bên này là một chiếc Ford GT này các bạn này. Ford GT. Còn bên này là Bugatti. Nó đây, quả lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng của Bugatti này. Ngày mai mà các bạn gặp Chiron thì các bạn thấy là cái lưới tản nhiệt này nó vẫn sẽ xuất hiện. Siêu ít ra đường anh em nhé. Siêu ít xuất hiện trước công chúng. Nó phải có những sự kiện gumbo như này anh em mới được chứng kiến rất nhiều siêu xe và hypercar được trưng bày cho anh em check in chụp ảnh và quan sát thực tế như thế này. Ngày mai chúng ta sẽ có những chiếc Koenigsegg, có những chiếc Pagani và những chiếc Bugatti Chiron hay là những chiếc Porsche GT và rất nhiều những chiếc xe đặc biệt khác của sự kiện gumbo 3000.